khách mời của Have a Sip thường là những người nhiều chữ, tạo ra nội dung. Và cũng thi thoảng thì mình rất là mong muốn mời những cái nghệ sĩ mà mình yêu thích. Đôi khi cái sự yêu thích của mình dành cho một nghệ sĩ nào đấy nó không chỉ là đến từ sản phẩm âm nhạc hay là những cái tác phẩm nghệ thuật của họ, mà nó đến từ những cái điều rất là dễ thương, tình cờ. Trời ơi, mấy cái show trước em ngồi em coi nha chị, thậm chí là cái chương trình này em coi của tất cả các anh chị trước, mọi người trước rồi. Em có nghĩ bụng là sao chưa, mình chưa được mời nhờ, mình chưa được mời ta. Mà tự nhiên giờ mình liên hệ mình nhắn chị ơi cho em tham gia show thì nghe nó hèn chị ơi. Thì mình tin là cái người mà là khách mời của Have a Sip tập này rất là đặc biệt, bởi vì hiếm có một người nào mà có cái năng lượng truyền cho mình một cái sự vui vẻ, tích cực. Em mê thể thao, em mê đủ thứ hết đó. Em nói chung em thích vận động, em thích một cơ thể cường tráng. Nhưng không, em không. Em tát vỡ nền anh Ngọc Trai luôn chị. Em lại lạc đề rồi, nãy chị hỏi gì nhỉ? Chị ơi, em bị cái tật là em nói gì em hay lạc đề chị nha. Em mơ ước bán chè. Thế rồi hả chị? Cho em nói thêm được không? Đúng nghĩa là kiểu mình cười không khép được miệng lại. Và thì mình khi mà xem một số các cái sản phẩm hơi kiểu ngộ nghĩnh của Miu Lê thì mình đã nghĩ là mình phải mời lên Have a Sip. Thì cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay có những cái rất là chân thật, có những cái rất là thoải mái. Ngày xưa là kiểu phỏng vấn căng lên, nghiêm túc lên. Và bây giờ em vẫn nghiêm túc thôi, nhưng mà ý là nó thoải mái hơn. Có rất là nhiều cái năng lượng tích cực mà thì mình nghĩ là khá là quan trọng cho tất cả các khán giả. Cũng trong cái cuộc trò chuyện này thì mình biết còn nhiều điều Miu Lê có thể kể ở bên ngoài nhưng mà chưa kể được trước máy quay. Những cái vấn đề về sức khỏe tinh thần hay tâm lý thì mình biết là không phải lúc nào người ta cũng dễ dàng để chia sẻ. Nhưng mà ít nhất của ngày hôm nay thì mình có thể thấy là có một cái phiên bản Miu Lê rất là hạnh phúc, rất là thoải mái. Và chúng ta sẽ đến với cuộc trò chuyện của Miu Lê ngay sau đây. Xin chào mừng mọi người đến với Have a Sip uống gì không. Nhờ ăn nên làm ra cho nên tập gần thứ 100 thì chúng tôi không những mời được những khách mời đến mà còn thậm chí có một cái nơi trốn riêng để quay Have a Sip. Xin được chào mừng Miu Lê đến với Have a Sip. Dạ, em chào chị Thiều Minh. Miu chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Miu chia sẻ luôn là cho tới ngày hôm nay Miu mới được ngồi ở đây. Miu là một fan cứng của chương trình này và những cái show khác của chị Minh nữa. Đó, không được mời. Mà giờ mà kiểu chủ động liên hệ để được tham gia vào show thì nó quê. Hôm nay Miu rất là vui vì được ngồi ở đây. Dạ, hy vọng hôm nay chị em mình nói được nhiều điều hơn. Vâng, nhưng vào giây phút thì mình mời thì bảo là chị ơi, hết tháng này em bận hết nên là đợi hẹn chị kiểu vào tháng sau. Nên là thực ra là cái lúc mà thì mình mời là cái ca khúc Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay nó đang dần dần lên. Đến bây giờ thì có nhiều phiên bản làm nóng nó lên, nhưng mà nó cũng là một chuyện nó cũng diễn ra thời gian trước rồi. Bây giờ thì chúng ta mới có dịp trò chuyện thôi. Nhưng mà cứ nhắc về cái sản phẩm gọi là hơi kiểu có gọi là comeback không? Khá không ấy chị. tại vì sau dịch mà chị thì ai cũng trong cái thế bị động mà, nên là đôi lúc em nghĩ là nó cũng không phải là sự comeback đâu. Tại vì trong dịch làm được gì với nó đâu. Thì thôi cứ sương sương vậy đi. Thì đúng sản phẩm đấy rất thành công, đúng không? Cảm ơn chị. Tuy nhiên mình sẽ phải đặt một cái câu chuyện là như này này. Rõ ràng là, và chắc là Miu, người trong cuộc sẽ cảm nhận rất là rõ là có thể trong một cái tuần đấy nó dần đúng không? Dạ. Nhưng là người nghệ sĩ thì có phải luôn cứ phải làm ra một cái gì đấy nữa để cho cái bài hát của mình nó vẫn còn mới, mọi người vẫn nhớ tới hay không? Bởi vì rõ ràng là khi mà Miu Lê comeback thì hầu hết các nghệ sĩ cũng comeback. Yeah. Chưa kể đến những nghệ sĩ mới thì là debut. Cho nên là có khó không để giữ một cái sức nóng cho sản phẩm của mình? Thật ra cái chuyện mà làm nhiều phiên bản cho một cái sản phẩm để cho nó giữ, em gọi nôm na là giống như kiểu mình cũng cần phải ăn để sống ấy. Thì sản phẩm nó cũng cần chất dinh dưỡng, nó cũng cần có nhiều thứ cho nó để nó tiếp tục duy trì và sống, nói chung là sống á chị. Thì thật ra em muốn làm cái điều này từ những cái sản phẩm trước rồi, nhưng mà thứ nhất là chưa có cơ hội, cái thứ hai là chất liệu của những sản phẩm trước đó, nó không đủ để em kiểu quá hào hứng để làm ra những cái phiên bản. Tại vì đôi lúc có những cái bài ballad á, mình em không biết cách để mà biến tấu nó trở thành khác. Ví dụ mà bây giờ mình remix hay là mình làm cho nó đùng đùng lên thì nó lại không hẳn là cái kiểu em thích. Thì may mắn xin lỗi chị, em nói chuyện em hay bị cái tật đau quá. Thì
thì là cái bài Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay này rất là may cho em là cái chất liệu của nó rất là dễ để em làm này làm kia. Dạ thì em nói chung là những cái mà mình em biết là sẽ có những cái đối tượng khán giả họ sẽ không thích, tại vì họ luôn thích những cái bản gốc của nó hơn. Thì khi mà mình làm nó ra này ra kia thì người ta sẽ nghĩ mình là làm quá rồi phá bản gốc. Nhưng mà đối với riêng bản thân của em thì em rất hài lòng, tại vì trước mắt là em được làm cái em thích, được làm nghệ thuật rồi mà được làm điều mình thích thì tuyệt vời chị. Nhưng mà phải thú thật là mình cũng không phải là, tức là mình sẽ quan sát những cái tác phẩm hay là những cái sản phẩm âm nhạc ở trên thị trường, nhưng nó không nhất quyết là mình sẽ phải là fan của sản phẩm đấy. Yeah. Thế nhưng mà thành ra thì mình xem được cái bản với cái khoảnh khắc mà thì mình là phải nói chuyện với Miu Lê là lúc mà có cái bản với Ninh Dương Lan Ngọc. Nhìn lại thì có phải đến thời điểm này em cũng rất là thoải mái với bản thân mình để mà ngoài cái lý do là một cái bản nhạc như này nó có nhiều chất liệu để em biến tấu. Yeah. Nhưng cũng hình như là đến một cái thời điểm mà em sẵn sàng ra những cái phiên bản mà có thể nó vui là chính, nó khùng đúng với bản chất của em hơn là cái việc là phải quá suy nghĩ là xem người khác nghĩ gì. Dạ đúng. Nói chung là kiểu lớn dần lên á thì cái tính gọi là chiều chuộng cảm xúc của bản thân mình hơn, và mình dùng cái từ tự độc lập về tư duy của mình á, nó mạnh mẽ hơn á chị. Nghĩa là những cái sản phẩm trước hoặc là những cái năm làm nghề trước đây á thì có những cái sợ nhé, sợ kiểu khán giả sẽ không thích mình rồi sẽ sợ này sợ kia. Nhưng mà sau này thì em nghĩ là đời người sống có một lần, mình không làm thì biết đâu chừng trong tương lai mình không có cơ hội nữa, mà miễn sao nó đúng với thuần phong mỹ tục và nó không phạm pháp là được ấy. Nên là em rất là chiều cảm xúc của mình, cái gì mà em thích thì em sẽ làm. Nhưng có một cái điều gì tác động vào cái đấy không, tức là khi mình nói một câu là à đến một cái lúc mà mình quyết định như thế, thế nhưng mà có một cái suy nghĩ gì trong bao nhiêu lâu hay cái gì để xảy đến mà em cảm giác là ok, tôi sẽ chọn bản thân mình trước, tôi sẽ làm những thứ tôi thích trước không? Kiểu như là trong cuộc sống nó sẽ xảy ra nhiều cái tình huống đó chị, để rồi mình phải suy nghĩ lại là có đáng không để mình phải sống quá nhiều dựa vào những cái sự sợ hãi là người ta nghĩ gì về mình, và mình sợ trong mắt người ta mình là như thế nào ấy. Tại vì điều đó em nghĩ nó không quá quan trọng bằng việc là sống cho bản thân mình, sống theo lý tưởng của mình. Nhưng mà đâu đó nó vẫn phải có một cái sự dung hòa, tại vì ít ra mình cũng vẫn là người của công chúng mà chị, phải biết lắng nghe khán giả. Đó thì hồi nãy em có nói một cái ý là miễn sao mình làm mọi thứ nó không trái với thuần phong mỹ tục hay là phạm pháp đó, những cái đó thì chắc chắn không làm rồi. Mình là người của công chúng, mình sống dựa vào comment và feedback của khán giả, nhưng đâu đó mình phải giữ được cái cốt lõi của bản thân mình, phải được làm điều mà mình thích. Thì khi đó cái tình yêu với nghề á, nó mới cứ giữ nhiệt được hoài. Chứ làm một cái công việc mà mình cứ bị điều khiển bởi những cái mọi thứ xung quanh nó tác động lên đó, thì em nghĩ nó dần dần nó sẽ nhụt chí á chị. Nó không còn là chính mình nữa, thì cái niềm đam mê và cái lửa của mình nó sẽ tắt. Em nghĩ vậy, em không biết đúng không, nhưng mà đó là suy nghĩ của em. Nói đến là chính mình thì thường thì mình sẽ hỏi câu này trước là đến uống gì không thì sẽ chọn uống gì. Đấy, người này đến rất là tự hào là em uống cà phê đen nhá, không đường nhá. Là em uống cà phê lâu chưa mà như thế nào. Chị nghi những người mà vẫn còn khoe là tôi uống cà phê đen không đường là chắc cũng gần đây thôi. Không, mà em uống từ xưa giờ, nhưng mà tại vì bị cái này chị. Em đi quán cà phê hay là đi đâu uống với mọi người á, thì các bạn của em sẽ kiểu là ép này, nước ép kia, rồi cream này, cream kia, thì em thích uống cà phê đen không đường hơn. Vì em thích cái vị đắng của nó. Cái đắng xong rồi cuối cùng nó lại ngọt ngọt ấy. Nó rất là thích. Cả là em cũng nên hạn chế đường ấy. Trông quá. Nên là nó trở thành thói quen. Em uống xưa giờ rồi mà chị. Thì kiểu như là đi với mọi người rất là hay thắc mắc tại sao lại uống kiểu này ấy. Em thấy nó bình thường rồi nhỉ? Hay là cái chuyện... Không, thế thì chị ví dụ nha, chị sẽ đặt ra một cái tình huống là nếu mà chị đi uống cà phê đen không đường thì chả ai nói gì cả. Nên nó sẽ liên quan đến chuyện hình ảnh. Nên là chị sẽ hỏi một cái câu là nếu mà coi cái đồ uống nó đại diện cho cái tính cách của mình thì em thấy em giống cà phê đen không đường cái gì? Hơi thô kệch. Em nghĩ vậy. Tại vì nếu mà cà phê đen có đường thì nó có cả đắng và có cả cái vị dịu ngọt của đường á, thì nó sẽ cân bằng. Còn mà đối với những cái người mà thích cà phê đen á thì thôi mình không nói. Còn đối với những người mà bình thường á thì người ta uống cà phê đen vô người ta sẽ nhăn mặt liền kiểu đó là một cái gì đó rất là mạnh á, nhưng mà nó sẽ có cái vị ngọt đằng sau. Thì em nghĩ là tính của em nó hơi thô một tí.
thì hơi thẳng thắn, thiếu cái độ mềm mại của con gái một tí nên em nghĩ vậy. Còn cái ngọt đằng sau thì em chưa chắc em có nha. Em chỉ biết là có cái đắng ở đầu thôi. Có cái thô thô ở đầu thôi. Nhưng mà kể cả nói ra được cái điều đấy ấy, là không thô đâu. Thế chị? Chị nghĩ là và kể cả khi em nói cái câu là em không được mềm ấy, chị thấy câu đấy của em cũng rất là mềm. À, em cảm ơn chị. Chị xí, em nói là em quên. Em tính trước là hôm nay thế này phỏng vấn thì kiểu đánh son đỏ như này. Em tại vì em coi những cái số trước thì mọi người cứ uống như này thôi, thì em phát hiện ra trên miệng ly là nó có những cái dấu son. Thì em lại sợ kiểu lên hình xấu, thì em kiểu lại chuẩn bị sẵn hai cái ống hút cho em với chị rồi. Nhưng mà các em cân nhắc lại là chương trình mình là have a sip, là một ngụm. Thì ngụm không ai dùng ống hút hết. Em để ở nhà. Em nghĩ nhiều thế à? Chắc mỗi lần em đều nghĩ nhiều thế à? Em luôn kiểu khi đi làm việc nha chị, em nói thật, cho dù là phỏng vấn hay là chụp hình hay gì, em đều tính trước á. Cái tính em bị em lo xa chị, hơi OCD. Nên là những cái tiểu tiết hay gì em quan tâm lắm. Em tính trước luôn cả ống hút mà chị. Nhưng mà em sợ kiểu phá concept của chương trình thôi. Thế thì nghĩ nhiều quá. Thế nhưng mà không, cái việc mà chị sẽ không dùng từ thô, nhưng mà chị thấy là em, chị cũng quan sát, đây là lần thứ hai thì mình trò chuyện với Lê. Lần trước là cũng là một cái khá là cột mốc và cũng làm cho tất cả mọi người phải để ý đến Miu Lê, cái tên Miu Lê. Chị còn nhớ là anh Lê Hoàng gọi điện và nói là em có biết cái con bé Nhật Ánh hay cái gì đấy không? Đấy, Anh Nhật, loại đấy, nói chung là nhiều mấy cái người có nhiều tên đủ các nickname. Đấy thì lúc đấy chị nói thật là cái hình ảnh của em kiểu đúng kiểu hơi hot girl ấy, trông kiểu đấy. Thế là anh ấy bảo là anh định mời lên, thì lúc đấy nghe tên em lần đầu tiên. Nhưng mà đúng là đến cái phim Em Là Bà Nội Của Anh có phải là cột mốc của em không? Dạ, nó là cột mốc. Dạ. Quay lại cái từ hot girl nha chị. Nghĩa là visual này, bây giờ em đang ngồi trước mặt chị thì đúng là con người em. Cho tới bây giờ em mới dám tự tin thể hiện nó. Tại vì xưa giờ em bị một cái mặc định trong đầu á, là cứ là người của công chúng mà là nữ á, thì phải là đầm đìa, giày cao gót, mềm mỏng một chút. Nên là từ xưa giờ kiểu trong những cái bộ đồ kiểu đầm hay là bèo các thứ á, em không thích đâu. Thiệt. Em phải mặc vì khán giả đó. Tại vì em nghĩ khán giả thích. Ít nhất là khán giả nam. Họ nhìn mình ra con gái chút. Em rất không thích giày cao gót. Em mang giày cao gót em đau. Và em không tự tin. Cái sự tự tin của em mất hẳn đi 99% luôn. Em chỉ thích sneaker, giày ngang ngang rồi thôi. Thì thật ra cần mang thì mang, nhưng mà để mà nói cảm xúc thật lòng của em thì em vẫn thích đồ thoải mái hơn. Đó, thì xưa giờ mọi người cứ mặc định em là kiểu bánh bèo hoặc là kiểu mềm mại. Không, không có. Đây là vấn đề thứ hai rồi nhá, nhưng mà em vẫn chưa trả lời vào cái câu hỏi lần cột mốc một của chị. Đúng. Cột mốc Em Là Bà Nội. Không, cột mốc là đúng rồi, nhưng chị vẫn tin là nó phải có một cái khoảnh khắc nào đấy nó xảy ra với mình để mình nghĩ là bây giờ tôi sẽ chọn tôi sẽ chiều tôi sẽ mặc cái gì tôi thoải mái. Nó có một cái vấn đề này, em không biết nói ra nó có bị tiêu cực không, là cái đợt dịch vừa rồi á chị, cái đợt mà căng thẳng nhất 4 tháng á, thì là mọi người ai cũng bị lockdown, ai cũng bị ở trong nhà thôi, nhưng mà em thấy mọi người còn có gia đình, còn em là 4 tháng đó đúng nghĩa một mình em và một bạn cuốn của em là trong bốn bức tường luôn. Tại vì là em, tâm lý của em lúc đó là em nghĩ là mọi người, thí dụ mọi người sống cùng gia đình, mọi người bị nhiễm, mọi người còn có người chăm, còn em một mình à, đúng một mình luôn á chị. Tại trợ lý rồi mọi người đâu có đâu, tại ai cũng phải bị cách ly ở nhà của họ mà. Thì em rất là sợ, em sợ nếu mà em bị nhiễm rồi thì ai chăm cho em rồi nó như thế nào á. Tại vì khi tiêm vaccine xong em sốt nặng lắm nên em cũng lo á. Chị tin 4 tháng trời đó nha, em không bước ra khỏi cửa nhà luôn. Là em có số điện thoại của những chú bảo vệ ở dưới nhà em, thì thí dụ mà có bạn em tiếp tế đồ ăn á, là em nhờ các chú mang lên cửa. Thì khi mang lên cửa chị nhá, là em kiểu xịt, trời ơi, gọi là chiến binh cồn á. Em là em chiến binh cồn nhá, em xịt hai tay xịt ướt sũng luôn. Xong rồi em sẽ để những cái đồ ăn đó vào một cái góc ngay cái cửa đó. Xong rồi em đi lấy khăn lấy đồ em trùm lên. Em làm quá lắm chị. Khăn lấy đồ em trùm lên, em để cho 24 tiếng cho tụi nó chết hết đi, tụi vi khuẩn á chị, tụi vi virus đó chết hết đi. Ngày mai là em mới ăn. Thì trong 4 tháng đó chị tin em ăn rau héo không, mua rau tươi. Nhưng mà một cái nước đầu là em xịt cồn là tụi nó đã muốn héo rồi, để em lại để ở ngoài 24 tiếng nữa đó. Em sợ vậy luôn á chị đó. Thì sau cái dịch đó thì tâm lý em nó cũng có nhiều thay đổi, nó cũng là một cái bước kiểu như để em kiểu
twist qua một trang mới và tư duy của mình đó. Tự nhiên sau dịch tâm lý em thay đổi nhiều lắm và em muốn sống với bản thân mình nhiều hơn, tại vì mọi thứ em thấy nó vô thường quá. Dạ. Nên là em không biết được là đó, nói ra nó công nó xui. Chị hiểu ý em mà, đúng không? Chị hiểu. Dạ. Thế thì khi mà nhìn lại cái chặng đường em đi là 9 năm hay 10 năm? 10 năm. Mình đừng nói con số, em sợ lắm chị. Tại sao? Em mới 18 à. Không chị. Ok. Chị nói 10 năm thì khác nào mà 8 năm em vào nghề. Mình đừng nói con số à. À là 8 năm à? Không, hơn đấy. 10 năm. Hơn chị. Em thấy khác nhất là cái gì? Ngoài cái việc là bản thân em, các cái giá trị còn lại trong cái sự nghiệp có cái gì nó khác qua cái thời gian đã qua không? Chị đang tò mò, tại vì khi ai đến mới vào nghề, ngoài cái việc họ còn non ấy, thì không biết là họ có bị căng thẳng nhiều không, họ có, và đến bây giờ ấy, nó như là một cái mình hơi bước sang một trang mới, mình ok, tôi thoải mái thì mọi người thoải mái, nhưng rõ ràng nó phải là liên quan đến cái việc là cái sự thoải mái đấy nó vẫn nằm trong sự an toàn, tức là mình không bị đánh mất quá nhiều đấy. Thì chị không biết là khi em nhìn lại cái chặng đường thì em thường nghĩ gì khi em nghĩ lại cái từ lúc 10 tuổi đến 18 tuổi của em. Việc đầu tiên em luôn nghĩ khi mà em được vào nghề này đó là may mắn cuộc đời em. Em đã chia sẻ nhiều, thường những cái buổi phỏng vấn của em họ đều hỏi những cái câu kiểu như là lý do gì vào nghề các thứ. Thì em không biết khán giả của chương trình mình họ đã biết chưa, nên hôm nay em xin phép chia sẻ lại. Em đến với nghề là em nghĩ là tổ nghề chọn, chứ em cũng chưa từng mơ ước được làm ca sĩ hay diễn viên gì hết. Ước mơ của em nhảm lắm chị ơi. Em chia sẻ nhiều mà giờ chia sẻ lại người ta nói em có chuyện nói hoài sao ta. Thôi khán giả thông cảm dùm. Em mơ ước bán chè. Chị không biết, hoặc là em đã nói rồi nhưng mà chị không tin. Em và bây giờ em vẫn còn mơ ước này không? Em vẫn thích. Em nhưng mà sao em mơ này dễ thực hiện mà? Chưa đâu chị, tại vì em không có kinh doanh. Cứ chè tại em thích ăn lắm chị ơi. Cứ ăn là em kiểu lé hết cả lên. Mê ăn mê uống mà tham ăn tham uống. Nó kỳ lắm chị ơi. À, đặc biệt là đồ ngọt em cực kỳ mê nha. Chị thấy em mâu thuẫn không? Uống cà phê lại không uống đường. Nhưng em lại cực kỳ mê đồ ngọt. Em mê lắm, chè này, bánh kem này, kem này, những cái thứ mà nó ngọt điên lên là em mê điên lên. Kiểu vậy. Đó, thì em vẫn luôn nuôi cái mơ ước bán chè vậy nha. Nếu mà vài năm nữa mà khán giả thấy cái chè kiểu bà Miu hay là cô Miu vậy là thì ủng hộ nha. Em vẫn nuôi hy vọng đó. Xong rồi mơ ước xa vời hơn của em ngày xưa là làm tiếp viên hàng không. Nhưng mà em cũng chia sẻ rồi là vì những cái hạn chế như là học không giỏi này, tiếng Anh thì cũng chữ được chữ mất này, nên là thôi bỏ. Thì tự nhiên khi không lại được bén duyên làm nghề cho tới giờ luôn. Tức là chị không, chị hiểu cái điều em nói. Có thể là em luôn cảm thấy hơi có một chút biết ơn là em đeo nhiều em, quá chị. Em nó rất là diễn ra tự nhiên, cho nên là cái hành trình nó được dài. Chứ còn chị nghĩ ai đấy mà nói rằng là ước mơ của tôi trở thành diễn viên rồi ca sĩ, tôi sẽ trở thành ngôi sao, thì chưa chắc cái có thể nó sẽ lụi tàn, hoặc là người ta sẽ cảm thấy mệt với cái giấc mơ đấy. Yeah. Thế nhưng mà chị cảm thấy mình cứ đi từ từ, từng bước một. Yeah. Nhưng mà cái đấy là lúc mới vào nghề. Khi bắt đầu em có tiếng rồi, em có một chút tham vọng nào? Dùng từ tham vọng thì em thấy nó hơi bị nặng nề. Nhưng mà khi mà mình đã xác định và mình biết trước đây là cái nghề, và cái nghề nó nuôi sống mình, nó mang tới thu nhập cho mình để mình tồn tại á, thì bắt buộc mình phải nghiêm túc với nó. Chứ nó không phải là cái chuyện là trời ơi kiếm được tiền từ nó mà lại kiểu suốt ngày cứ đi nói là tôi chưa từng mơ ước với nó, thì em thấy là tổ nên quật nha. Ok rồi, đúng không chị? Đúng. Mình phải ok, có thể là xuất phát điểm là tôi chưa có cái cảm giác gì với bạn nhiều và tôi chưa từng mơ ước đến bạn, nhưng mà khi mà bạn đồng hành cùng tôi rồi, tôi phải có trách nhiệm với bạn chứ. Dạ, thì tư duy nó sẽ khác. Nên là nếu mà hỏi em là cho tới thời điểm này điều gì làm em cảm thấy tự hào nhất, là em chắc chắn là em sẽ nói là em rất yêu nghề và yêu khán giả. Nhưng vẫn về câu chuyện nếu từ tham vọng nó hơi cao quá, thì em nghĩ là còn cái gì em chưa làm được với cái nghề này mà em muốn làm? Thì bây giờ lại quay lại từ tham vọng. Là em có một tham vọng là em được càng nhiều khán giả yêu thương càng tốt. Tại vì em không biết sao nha, dùng cái từ hào quang hay là những cái từ khác thì em thấy hơi xa xỉ. Đối với em, cái điều mà em luôn muốn chinh phục đó là tình thương của khán giả. Cái tình thương của khán giả nó là một cái gì đó mà khó tả khó nói lắm chị. Ví dụ như khi mà mình ra sản phẩm thì phải có tình thương,
thì cái view nó mới tăng. Thực tế một tí đúng không chị? Rồi khi mình đi diễn ở dưới có tình thương của khán giả thì họ mới mang lại cái năng lượng để khiến cho mình ở trên đây mình cháy hơn, thì mới là kiểu khiến mình thăng hoa hơn. Thì đối với em, tình thương của khán giả nó là một cái gì đó nó không chạm được bằng vật chất, nhưng mà nó là một cái gì đó khiến em luôn phải phấn đấu để nhắm tới nó. Nhưng tình thương cũng là một cái gì đấy rất khó đo. Đó là cái em nói mình không chạm được nó. Nhưng mà thường thì em sẽ, thực ra chị hỏi khó nhưng chị hiểu. Chị cũng đã từng ở trên sân khấu và mình biết là ở dưới khi mà đám đông họ yêu thích mình thì nó như thế nào. Còn họ hơi lạnh lùng hay là không quan tâm, hay là đấy, những cái sự kiện chẳng hạn, mình ngồi dưới họ ăn uống chẳng hạn, thì nó tủi thân. Thì chị hiểu cái khái niệm tình thương đó, nhưng mà làm thế nào em có một cái em có cái cách đo nào cho nó để em biết là em sẽ bọc lại em như nào. Ví dụ có những cái show, ví dụ mọi người hay nói các show của sinh viên chẳng hạn, thì là mình ra là mình đã có cảm giác là người ta yêu thương mình rồi đó. Thế nhưng mà có những cái nơi mà mình cũng biết chắc là họ không yêu thương mình, hoặc là thực ra họ cũng không biết đến cái sự tồn tại của mình, thì em có cách nào em bọc bản thân em lại không, là em vẫn có thể ra và nó như một cái lưới an toàn? Mindset. Em nghĩ đó là mindset mà tất cả những người mà làm công việc đứng trước công chúng phải chuẩn bị sẵn cho mình. Đâu phải khán giả nào không thương mình đâu chị. Thiệt. Nè, một cái show diễn nha, thí dụ mà để poster mình, thí dụ họ biết hôm nay có mình, thì khi mà mình tới, những cái tiếng hú hét đó thì chắc chắn đến từ những cái người tò mò về mình và thích mình. Nhưng mà đâu phải ở dưới toàn bộ đều là hưởng ứng mình đâu chị. Ở dưới sẽ có những khán giả trung lập kiểu để xem hôm nay diễn như nào, ok thì khen, mà không thì chê, kiểu vậy. Rồi chắc chắn sẽ có một những cái đối tượng khán giả mà không thích nha, tôi đến đây vì người khác nha, kiểu vậy đó chị. Thì mình phải luôn luôn chuẩn bị sẵn cái tâm thế đó cho mình chứ. Có những cái show chị, như hồi nãy chị nói á, ví dụ mà mình diễn cho sinh viên, cho học sinh thì cháy, chắc chắn là cháy rồi. Và có những cái show mà nó kiểu thì cũng có fan của ca sĩ này, fan của ca sĩ kia, nhưng mà cũng có những cái show mình đi diễn vì công việc của mình ấy, ở dưới sẽ có những khán giả lớn tuổi hơn, họ điềm đạm hơn, họ sẽ không hú hét vỗ tay, nhưng mà họ sẽ ngồi như này. Thì khi mình bước ra, cái tiếng la hét, cái tiếng wow nó không có được to, nhưng mà mình cũng phải biết là ở dưới là khán giả. Đó, thì em nghĩ là vấn đề là mindset mình tự thiết lập cho mình thôi, chứ sao mà đòi hỏi cái chuyện là mình đi đến đâu cũng được chào đón vậy. Khi mình nhắc đến chữ tình thương thì mình nhắc đến tình ghét. Rõ ràng thực ra có một cái câu chị định hỏi em, và chị đặt theo kiểu là có cái gì mà em biết là kiểu gì người ta cũng hỏi mình không, thì nó là cái việc mà mọi người chắc chắn nhắc đến cái thời điểm em bị body shaming. Dạ. Cô bé soi cái việc là chân tay các thứ em như thế nào. Những cái lúc đấy thì em lọc ở đâu ra tình thương? Những cái giai đoạn, tại vì chị cũng chia sẻ là có những cái lúc mình làm nghề nó gai góc hơn, nó bằng phẳng hơn. Có những lúc thời nó tới, có những cái lúc mà mình biết là mình sẽ phải đi qua giai đoạn này, đúng không, để đi tiếp. Và trong cái đấy thì cái sự tự tin của mình nó không thể bằng cái lúc mà mình đang được yêu thương nhiều. Yeah. Chị muốn biết cái lúc đấy em, khi em lên sân khấu thì em nghĩ gì? Đó, thì quay lại cái câu, những cái câu lúc đầu chị hỏi em á, là nó phải có cái cục mốc nào đó. Thì qua nhiều chuyện, qua nhiều vấn đề á, thì mình mới có thêm những cái suy nghĩ cho mình. Ví dụ như ngày xưa em để tóc tém chị, thì sẽ có người thích, nhưng mà em thấy cảm giác như phần đông vẫn kiểu là con gái mà để tóc tém, để tóc dài đi chị ơi, kiểu kiểu vậy. Thì câu chuyện là sau này em để tóc dài á, thì vẫn lại có những cái comment trên những trang cá nhân của em là tôi thấy tóc ngắn đẹp hơn, kiểu vậy. Mà bây giờ chẳng lẽ em rep lại khán giả là kiểu bây giờ túm lại là tóc gì, đúng không chị? Tại vì ý kiến của người ta thì có người này người kia, làm sao mà để mà mình làm hài lòng được tất cả mọi người đó. Thì cái chuyện body shaming cũng vậy. Ở cái thời điểm em bị body shaming chị, em buồn ghê gớm luôn á. Thậm chí là cái tâm lý của em ở thời điểm đó em hoảng loạn luôn á. Tại vì em mê tập gym, em mê thể thao, em mê đủ thứ hết á. Em nói chung em thích vận động, em thích một cơ thể cường tráng. Chị nhưng mà cho em xin ly nữa được không? Em hết rồi. Xin ly nữa được. Em thích một cái sự khỏe mạnh. Nó không có nghĩa là kiểu những cái người mà thân hình mảnh mai là nằm ngoài cái gu đẹp của em vẫn thấy họ đẹp. Nhưng ở bản thân em thì em thích độc lập, em thích khỏe mạnh, em thích chủ động về sức khỏe, về mọi thứ của mình. Thậm chí đi đâu em cũng không cần nhờ ai xách đồ giùm, em tự xách được, kiểu vậy chị.
thì cái việc mà tập gym nó là nghiện chị nha. Ôi nó nghiện lắm chị ơi. Đối với những cái người mà kiểu tập gym để kiểu trách nhiệm á thì thôi, không không. Còn với em chủ động mà em mê nó, em nghiện chứ. Em phải thấy nó to lên em mới mê, tự lên em mới mê. Thì những cái điều mình thích chưa chắc khán giả thích, đặc biệt là nam. Họ thích kiểu hình ảnh người con gái nó mềm mại các thứ ấy. Thì tự nhiên em không biết chị có coi cái clip em đi diễn ở cái club mà cái chân em nó to như cái cột đó chị. Thì lúc đó em thấy đẹp lắm mà. Em tự thấy đẹp, em nói thật chứ không phải là em chống chế mà kiểu em thấy người ta chê mà em đi nói ngược lại. Em đẹp em mới mặc cái đầm đó chị ơi. Chứ nếu em thấy xấu em mặc cái quần em che đi cho xong. Thì ý kiến của mọi người em cũng tiếp thu. Thì sau đó thì thời điểm đó em buồn á chị. Nhưng mà sau em nghĩ lại là như này chị này. Không thể nào cấm người khác body shaming mình được. Không bao giờ cấm được. Sao mà cấm được chị? Nên là thôi, thay vì việc mình ngăn chặn người ta body shaming mình á, thì trước mắt em tạo nên một cái sức khỏe tinh thần cho em trước. Đây là tôi ổn với những cái điều bàn tán của mọi người. Tôi sẽ làm cái điều mà tôi thích. Và tôi cũng sẽ biết lắng nghe mọi người. Nhưng nó ở một cái mức độ tương đối thôi. Chứ không phải ai nói gì mình cũng thay đổi. Thì làm sao làm được chuyện đó chị? Em vẫn tiếp thu ấy. Em sẽ biết được là số đông đang muốn như thế nào. Sao em lại bị lạc đề chị không nhờ? Chị thấy em trưởng thành quá. Bây giờ thì em nghĩ là nếu em bị body shaming một cái chuyện gì khác nữa, em nghĩ là nó sẽ không giống lần đầu chứ. Hay là em nghĩ là lúc nào mình cũng sẽ phải sống với một cái việc là người ta sẽ luôn có ý kiến về cơ thể mình. Dạ chắc chắn. Chắc chắn luôn chị. Tại vì ngay tại bây giờ nhá, người em nó sẽ mất cơ bớt. Tại vì bây giờ em thay đổi chế độ tập, nên là sẽ không build cơ nhiều. Thì cái người em nó sẽ slim hơn. Thì lại có những cái khán giả mà ngày xưa thích cái kiểu cường tráng kia, họ lại có ý kiến đó. Thì chắc chắn em nói là không bao giờ làm hài lòng được tất cả mọi người. Mình có như thế nào đi chăng nữa, mình vẫn sẽ có comment. Đó, cho nên cái chuyện mà hồi nãy em nói chị là mình phải set up được cái mindset cho mình là quan trọng nhất. Cái gì mà trong cả sự nghiệp của em mà em thấy nó nặng nhất và khó vượt qua nhất? Em đang thấy mọi thứ nó đơn giản lắm chị. Không có gì nặng, giống như ngày xưa cũng từng có thời gian là bị nhận xét về giọng hát. Thì em luôn chia sẻ với mọi người là thật lòng, em không muốn mọi người gọi em là ca sĩ hay diễn viên gì hết. Em chỉ muốn mọi người gọi em là Miu Lê thôi. Như vậy là em hạnh phúc lắm rồi. Tại vì em, như hồi nãy em nói, em tới với nghề này nó không có sự chuẩn bị. Em cũng không được học một ngày nào về diễn xuất. Khi mà em vào nghề nha chị nha, một nốt nhạc em cũng không biết. Thật, một cái nốt đồ, re, mi, viết sao em còn không biết mà. Thì có thể em là một người làm cái nghề này khác với mọi người một chút. Là những cái bài học của em nó dựa trên thực tiễn nhiều hơn. Như là thí dụ qua mỗi bộ phim hay qua mỗi cái chương trình gì mình được tham gia thì em sẽ học từ đó. Chứ xà là em sẽ không được đào tạo qua trường lớp đó. Nên là em muốn mọi người cứ biết em là Miu Lê được rồi. Tại vì đâu phải khán giả nào cũng biết mình đâu. Họ biết được Miu Lê thôi là mình hạnh phúc rồi. Còn cái danh xưng ca sĩ hay diễn viên gì đối với em thôi, khỏi gán ghép cho em cũng được. Em chia sẻ em là một người hát, một người diễn, một người làm hoạt động giải trí phục vụ cho mọi người thôi. Còn về cái năng lực của em về giọng hát các thứ thì em nghĩ em chưa đủ tầm để gọi là ca sĩ đâu. Tại vì khả năng hát live của em thì như mọi người biết, hay là do cái góc nhìn của em nó bị quá khắt khe về cái chuyện này á, thì đối với những người mà kiểu giọng hát live khủng rồi biểu diễn trình diễn khủng khiếp á, thì em nghĩ những người đó mới xứng đáng được gọi là ca sĩ. Còn như em thôi thì gọi là Miu Lê được rồi. Là em hạnh phúc rồi chị. Thế nếu không phải là việc là ôi hát khủng hay là diễn thật là bài bản, thì theo em cái thế mạnh lớn nhất của em khi làm nghề này là gì? Có một cái điều này nó cũng là cái điều hạn chế của em. Và nó cũng là một cái điều mà em nghĩ là đôi lúc nó thuận lợi. Đó là bản năng diễn xuất á. Em nghĩ là theo góc nhìn của em thôi nha, em không biết nó đúng hay không, nhưng mà đây là cảm nhận của em. Là diễn xuất nó, nếu như ước gì nếu như em được bài bản hơn, được học những cái cơ bản á, thì có thể em sẽ diễn tốt hơn. Nhưng em không muốn đánh mất cái bản năng, những cái ngây ngô, những cái mà đời á, những cái mà kiểu tự mình cảm nhận về nó thì em không muốn đánh mất nó. Và đối với âm nhạc cũng vậy. Nên là em đó là cái bản năng, đó là cái điều mà đôi lúc nó là cái lợi mà nó là cũng là cái hại của em. Tại vì đâu phải lúc nào bản năng nó cũng tốt đâu chị. Nó phá vỡ những cái nền tảng. Chị cũng hay hỏi cái câu này, nhưng mà đúng là với những người đôi khi trong mắt của Thùy Minh ấy, thì cái thành quả lớn nhất trong mọi cái nghề ấy,
là thời gian làm cái nghề đấy. Dạ. Đấy, tức là cái đỉnh cao nếu mình so sánh nó vô vàn lắm. Ví dụ như nghề của chị là nghề MC, chẳng lẽ mình giờ mình so sánh với ai đúng không? Hay là nó chỉ là cái việc là mình biết chắc là mình vào nghề từ năm nào. Yeah. Bao nhiêu năm sau mình vẫn đang làm cái nghề đấy. Đấy yeah. Thì nhưng mà thành ra chị mới hay hỏi là với những cái người đã vào nghề khoảng 10 năm trước như em, bây giờ em nhìn cái lứa mới chẳng hạn, em nghĩ là nếu mà Miu Lê ở cái thời điểm này, em có làm cái gì đấy khác đi không? Em cũng xin mạnh dạn tuyên bố luôn, em vẫn thường nghĩ điều này trong đầu mà. Nếu em bắt đầu nghề ở thời điểm này, em nghĩ em không nổi tiếng được. Tại vì em không giỏi như các bạn. Hồi em mới vào nghề thì ở thời điểm đó mình nghĩ mình ghê nha, mình nghĩ mình hát được nha, mình nghĩ mình diễn được nha. Nhưng mà đó là góc nhìn của mình. Chứ nếu mà so sánh với những gì mà các bạn trẻ bây giờ là có, thì em thấy mình không là cái đinh gì hết đó. Thì em vẫn thường nói với ekip của em, em vẫn thường chia sẻ với bạn bè của em là nếu như em sinh ra ở thời này và bắt đầu nghề ở thời này thì em nghĩ em không nổi tiếng, em không đủ tố chất để nổi tiếng. Thì những cái mà em có được là may mắn ở cái thời điểm của em bắt đầu. Thời điểm đó em thấy cũng ít ca sĩ, đúng không chị? Có vẻ ít, còn bây giờ nó đông. Nó đông chứ. Chương trình này, chương trình kia, rồi các bạn tài năng vô cùng. Nên là thời điểm nó cũng quan trọng chị. Ừ. Nhưng mà có một cái đặc điểm hơi giống nhau của cái trường hợp vào nghề như kiểu của em với cả bây giờ là chị nghĩ là cái yếu tố trường lớp nó hơi bực gạt ra. Dạ. Tức là hồi xưa mình sẽ thấy cái thời của em là hầu như ai cũng phải đi học để làm ca sĩ, ví dụ yeah. đặc biệt là ca sĩ ngoài Bắc chẳng hạn. Yeah. Nhưng đến bây giờ thì không ai hỏi là học trường gì yeah. để ra làm nghề nữa. Đấy thì có những cái nhiều khi mất 10 năm, 20 năm để thấy là à hóa ra nó không cần thiết. Có những thứ rất là to như kiểu về mặt học hành. Nhưng em nghĩ nếu mà em kể cả bây giờ nếu em muốn em vẫn có thể học được, nhưng mà em vẫn muốn đưa cái yếu tố bản năng lên trước đúng không? Thật ra chị nói là em thấy là có ăn có học nó vẫn hơn. Uh-huh. Nếu mà cho em được thêm thắp vào sự nghiệp của mình đó, thì em vẫn muốn là ít nhất mình vẫn được học một cái gì đó nền tảng hơn. Thì cái việc học đó nó kết hợp với cái bản năng của mình thì nó hoàn hảo hơn là nhiều, hơn rất là nhiều so với chuyện mình cứ sử dụng mãi bản năng của mình. Ý em hồi nãy nói là bản năng là ý là cái mà em không muốn bỏ đi, em không muốn mất nó. Vì em luôn có thể là càng lớn đi thì cái sự ngây thơ của mình nó càng mất đi. Mình nhìn mọi thứ nó kiểu nó không có vô tư nữa. Thì em không muốn mất đi cái đó. Dạ. Chứ nếu mà để mà quay lại hỏi là em muốn được học không, thì em muốn được học. Do cái cách mình chọn học như thế nào. Thì hồi nãy em nói với chị là em học dựa trên đời đó. Cũng là một cách học mà chị. Chứ đâu phải cứ là tới trường tới lớp ngồi cúng tập với cây bút mới là học đâu. Chứ em đi đóng phim nha, hay là em đi quay bất cứ gì, em quan sát kinh lắm chị. Trời ơi, cái cốt em là cốt sao đỏ, cốt giám thị chị ơi. Em nhìn cái gì mà em me mà em để ý dữ lắm. Hôm nãy em nói đó, em OCD đó chị, OCD, bị OCD nặng luôn á. Nên là đi làm với các cô chú anh chị đồng nghiệp á, em sẽ quan sát họ, nhìn họ rồi tự rút ra. Nó không hẳn là copy, chắc chắn không bao giờ là copy. Tại vì mình không thể nào làm được cái điều y chang của người khác. Mình chỉ xem cái nào mà tốt, cái nào hay ho, mình chuyển lại theo cái góc nhìn của mình. Thì em luôn học rồi chị, cho tới bây giờ vẫn học. Học học cả đời, đến chết vẫn học. Cái ý ấy cũng rất là hay. Nhưng mà chị nghĩ luôn cái chuyện học và cái bản năng nó luôn là cái việc, chị cũng hay dùng cái từ là mình đi trên dây. Mình học nhiều quá thì mình cũng sẽ mất cái đấy, cái mà em nói là ngây thơ thì có thể không hẳn, nhưng mà nó có một cái cảm giác mình rất là khó lý giải cho người khác, nhưng mà mình đến cái chỗ đấy và mình biết là, và chị Hà Trần nhá nói một cái ý rất là hay, chị bảo là nó là cái cảm giác của cái việc là khi mình đến một cái không gian ấy và mình chiếm lên cái không gian đấy, có thể là cái không gian đấy nó không phải của mình vĩnh viễn, có thể mình chỉ xuất hiện đấy có vài phút nhưng mình phải chiếm lên nó. Thì đấy là một cái kiểu là chị sợ nếu học quá và mình ra mình đo đếm nhiều quá thì nó sẽ mất đi. Thế nhưng mà cái cảm giác khi mình đến đấy và mình vẫn chiếm được cái đấy. Em hiểu. Thì có lẽ nhân cái việc mà phỏng vấn em này ấy, thì chị có xem lại một loạt các cái MV của em. Dạ. Thì chị phát hiện ra các MV của em nhân vật nam thường kết thúc rất bi thảm. Thì chị không biết là đây là một sự trùng lập hay là đây chính là cuộc đời em. Cái nơ của em vậy á chị.
giống như hồi nãy mình nói cái nhắc lại cái em là bà nội của anh hồi xưa nha, với là cái mà mình vừa mới nói là bản năng á, thì có một cái điều này là em muốn chia sẻ là hồi cái quay em là bà nội của anh á, có một cảnh em diễn cùng anh Ngọc Trai, thì cái cảnh đó là em tát anh ấy. Thì quay lại cái chuyện bản năng, thì những cái người mà em nghĩ thôi là những cái người mà được học hành á, họ sẽ có những cái kỹ năng tát, kiểu như là lên hình ăn gian, nhìn thì không tát mạnh đâu nhưng mà lên hình nó là cái tát. Nhưng không, em không, em tát vỡ nền anh Ngọc Trai luôn chị. Hôm đó ảnh make up á chị, mà em tát xong trôi hết gọi là nền luôn. Nó là cái vậy. Em vừa bắt đầu câu đầu tiên chị đã biết cái kết thúc của cái câu chuyện này đó. Thì số phận của những cái người mà diễn viên nam diễn cùng với em, họ phải chịu cái điều đó. Tại vì đó là cái mặt hạn chế của em. Em không biết cách để mà nương tát là em tát thiệt, tát sưng mặt luôn mà chị. Thì cái MV Gác Lại Âu Lo của các anh Đà Lạt á, trong đó có một cảnh em tát anh Long. Chị tôi nói em tát mà em cảm nhận được là em đau tay luôn đó chị. Xong rồi kiểu cơ thể cường tráng này nữa chứ. Em tát là em hết mình lắm chị, em làm gì em hết mình à. Thì em tát em cũng hết mình mà. Thì em tát xong thì ảnh sưng mặt luôn mà. Ảnh không ăn được luôn mà chị. Cho tới bây giờ đi đâu nhắc lại ấn tượng về em thì trong mắt ảnh thì là cú tát đó. Thì em lại lạc đề rồi, nãy chị hỏi gì nhỉ? Chị ơi, em bị cái tật là em nói gì em hay lạc đề chị nha. Không sao, chị nghĩ là đây cũng là một chương trình mà mình cũng chẳng cần phải mình trò chuyện thôi. Nhưng mà đấy, ngoài cái việc là cái kết thúc bi thảm là người ta bị em tát, nó còn là nhìn chung là hoặc là những cái đọc mấy cái tên bài hát nó cũng rất là buồn nhá. Đấy thì ý chuyện là chuyện tình yêu hơi buồn và bi thảm. Rồi các nhân vật nam cũng đều kết thúc bi thảm. Không phải là câu tình chuyện tình cảm của em ngoài đó. Không không, chị không nghe hỏi câu đấy, nhưng mà em có vẻ ưa thích cái gu đấy. Mê ạ. Em rất mê những người con gái mạnh mẽ và không bi lụy lệ thuộc vào ai hết. Nói như vậy không có nghĩa là em mạnh mẽ, em cũng có những cái điều yếu đuối của bản thân mình chứ. Trời, nhìn em vậy chứ không chị biết mấy đứa ở ngoài trông thế thôi, bên trong không phải thế. Yếu đuối lắm chị. Chứ còn bên trong còn mạnh, ở ngoài trông lại mềm mặt ngay. Thật hả chị? Không cần đến như này. Kiểu những cái người mà kiểu đầm xòe rồi voan các thứ thì bên trong rất cứng hả chị? Cũng không hẳn, nhưng mà thường là người ta có khi mấy cái câu nó rất đơn giản thôi, nhưng mà trông vậy không phải vậy. Cho nên là em nói đi nói lại hoài cái chuyện là phải set up cái mindset cho mình là vì vậy. Em yếu quá, em phải tự set cho em thôi, chứ ai mà set cho em bây giờ. Thế thì ngoài cái việc là cái gu, cái cá nhân hay là cái một vài mục đích riêng trên tư gửi gắm vào, em có nghĩ là nỗi buồn, sự thất vọng, sự thất tình, người ta hay nói cái câu là nó ăn khách ấy, và cái nền âm nhạc Việt Nam qua bao năm qua, những bài hát thất tình vẫn là chiếm lĩnh. Mà chị nói cái này là không phải do chị nhận xét nhé. Một cái người nước ngoài mà họ đi hát karaoke với hội Việt Nam thì sẽ luôn mà sao chúng mình nhiều bài thất tình ấy, bài nào cũng não nề cả ra. Chủ đề tình yêu đối với khán giả Việt Nam vẫn là lựa chọn đầu tiên. Tuy em thấy bên cạnh đó nó có những chủ đề kiểu tình bạn, tình mẹ con, đủ thứ tình hết. Nhưng mà tình yêu nam nữ vẫn là một cái gì đó. Tình yêu tan vỡ. Thì em thấy nó cũng bình thường thôi. Miễn sao cái sản phẩm chạm được vào khán giả hay không thôi. Còn cái chủ đề gì nó cũng không phải là quá khắt khe đâu chị. Đối với em nhé, em thấy một bài hát mà ok, chủ đề nó sẽ là cái gu của mình, nó sẽ là về tình yêu hay là về gia đình, về bạn bè là do mình chọn. Nhưng mà cốt lõi sau tất cả thì vẫn là chất lượng của sản phẩm, em nghĩ vậy. Nếu mà ví dụ cả cuộc đời này cho em hát về tình yêu cũng được, em cũng không có ý kiến gì hết, miễn hay. Nhưng mà tình yêu lại hơi, nó hơi phải không thành ấy, ý chị là cái đấy. Nó phải tan vỡ, nó phải nó hơi, chị hiểu chất lượng. Thế nhưng mà rõ ràng nó hoặc là gu, hoặc là mình biết là nó sẽ ít nhất là nó chạm được đến số đông. Thiên hướng, em cảm giác thiên hướng khán giả Việt Nam vẫn là thích cái gì đó nó đau buồn nhẹ. Happy ending quá thì nó lại không kiểu gây thương nhớ. Giống như tâm lý của em khi xem phim cũng vậy nha chị. Em xem một bộ phim mà cái kết nó không thành á, cái kết nó đau á, thì nó gây thương nhớ và nó mắc kẹt trong đầu em. Và nó một cái gì đó nó khiến cho mình kiểu day dứt á. Chứ còn một cái phim mà nó kết thúc viên mãn quá thì thôi em quên. Ngay lúc đó thì vậy thôi, em quên luôn. Còn một cái gì đó nó gây day dứt, nó gây thương nhớ thì nó nằm trong lòng em hoài. Thì em nghĩ phần đông mọi người cũng sẽ vậy. Em nói là từ trước này em không chia sẻ, em không
ý là em không lên show nhiều, không trò chuyện tâm sự nhiều, em lại cần uống cốc nữa không? Cho em xin, nhưng mà xin đầy đầy luôn đi ta, cho nó khỏi bị nhiều lần gọi gọi ha. Mình cảm giác mình cũng chạy đua xem là ai uống nhiều nước ở Have a Sip hơn. Mình tên là Have a Sip, nhưng mà đây là Many Sip rồi, cốc thứ tư, cốc cà phê thứ tư rồi. Một người tối không mất ngủ cho hay rồi. Chứ mọi người tới là một ly hả chị? Hoặc là mọi người cũng không mạnh dạn xin ấy. Xin đi chứ. Còn hôm nay mình cũng được ở một cái chỗ mà mình có nước sẵn. Chứ còn bình thường ở, thì mình hay quay Have a Sip ở chỗ văn phòng của Vietcetera thì sẽ hơi khó hơn để có nước ngay. Đấy, còn đây mình cũng dễ rồi. Em muốn nữa, uống nữa vẫn được, không có sao. Dạ. Đã lo. Hỏi đến một cái là vừa rồi em nói cái câu chuyện 4 tháng ở một mình này. Dạ. Covid này. Và Miu Lê thì đang có cái series, gọi là series được không? Thôi cũng được chị. Chưa tại vì mới có một teaser, 2 teaser à? 2 teaser và một tập. Và một teaser tập 2 chị. Thì có đấy, thì có 2 teaser, teaser tập 1, teaser tập 2. Thì mình tên là Miu đi một mình. Rồi, nên thì mình đã trêu, thì mình đã bảo là trông đến nay mà đi một mình làm sao mà. Mọi người đều nói vậy chị. Ừ, và Miu thì nói là làm mọi thứ rất là giỏi một mình, tập gym cũng để khuân vác đi đâu một mình, nhưng mà đang có 500 anh em đang ở xung quanh Miu. Rồi, câu chuyện Miu đi một mình như thế nào? Dạ là, thật ra là cả một ekip đằng sau. Ừ. Mọi người đang kiểu khi em post tập 1 lên đó chị, xong mọi người kiểu là xạo cái này mà một mình gì, thôi đi. Em rất muốn giải thích, nhưng mà không lẽ bây giờ em đi recommend được người, thì hôm nay qua show của chị thì em xin phép được giải thích luôn. Ừ. Là có hẳn cả một ekip đằng sau. Thậm chí nha chị, những cái chỗ em đi á, để em nói chút xíu, có gì tí chị nhắc em quay lại nha. Tại rồi, em okay, bị thật viết lại lan man đó chị, lan man xong hồi em quên mất cái câu hỏi chính là gì. Ừ. Thì quay lại cái chuyện là hồi 4 tháng dịch đó. Ừ. Tự nhiên em thấy thời gian nó qua nhanh quá, với kiểu cảm thấy phí cuộc sống của mình quá đó. Nên em muốn là sau khi mà được trở lại với cuộc sống bình thường á, em muốn làm một cái gì đó. Thì em rất thích đi du lịch, nhưng mà quan điểm của em thì Việt Nam vẫn đẹp nhất trong lòng em, và có rất nhiều chỗ em chưa được đi, nên là em muốn trải nghiệm Việt Nam theo cách riêng của em. Thì những cái chỗ như là resort hay là những cái khu vui chơi giải trí á, thì em không có ý kiến, tại vì em cũng tham gia rất nhiều vào những cái nơi đó. Nhưng mà em cảm giác giống như là mình đang được tận hưởng dựa trên sự điều khiển của người ta. Như là cái khách sạn đó người ta xây theo cái góc nhìn của người ta, mình chỉ là người trải nghiệm góc nhìn của người ta thôi. Còn show này thì em không hẳn là show, nói show nghe hơi quá và kiểu khiến mọi người bị kỳ vọng quá. Nó chỉ là một cái recap lại những cái gì mà em trải nghiệm thôi. Thì em muốn được trải nghiệm dưới góc nhìn của mình. Thì chị ơi, sao ấy chị, bình thường em bẻ tay vẫn được á chứ, mà hôm nay sao nó có bị đau á. Tí nữa thi xem nó đau được nhiều cái hơn không. Dạ, như này á, là không hẳn là em đang bối rối. Ừ. Mà kiểu em bị tập trung á. Khi mà em tập trung vào nói chuyện thì tay em sẽ kiểu như này, hoặc là em gãi. Em, nè chị, có những khi em bị tập trung là em sẽ ngồi em gãi như này mà lên hình nó xấu á. Nên là như này thì ổn hơn. Hôm nay em có bị, thì quay lại chị không cắt mấy cái đoạn này đâu ấy. Thôi kệ, em sao, tại em nghĩ mọi người cũng quen với cái sự vô duyên này của em rồi. Em cứ bị kiểu, em cứ bị kiểu không người nổi tiếng kiểu gì á chị, em cứ bị bình dân kiểu gì ha, em cứ bị mấy cái sao ấy. Thôi, cái tính mình vậy. Nói tiếp, quay lại đi. Chị mà cắt là chị cắt hết show. Ừ, thôi không, chị không định cắt. Còn cái gì thầy đâu mà để. Em quên đấy. Nhờ. Ừ. À đây. À cái trải nghiệm của em đó. Rồi. Thì trải nghiệm của em thì những cái chỗ em đi vậy nha, là những cái chỗ mà thuần thiên nhiên luôn. Thậm chí là không có người ở đó luôn nha chị. Ừ. Có những cái thung lũng rồi đi qua sông suối, đi sâu vào bên trong luôn. Thì nếu như mà đi một mình như mọi người nghĩ thì nó cực kỳ nguy hiểm. Ừ. Rồi mọi người thấy nha, lều nè, bếp nè, mọi thứ nó rất là nhiều. Làm gì có chuyện mà đi một mình được, nó chỉ là cái tên thôi. Ừ. Tại vì á, dưới góc nhìn của camera chỉ có mình em trên đó à. Và em phải tự làm. Nhưng mà tập tiếp theo em có người mà. Thì đó là, tập tiếp theo của em là Miu đi hai mình mà chị. À tức là xong 3 mình, 4 mình à? Dạ, nếu mà thí dụ em mời nhiều thì thí dụ 5 người thì Miu đi 5 mình. Cái ý đồ của em nó là vậy. Cái ý đồ của em nha, là khi hiện lên là Miu đi một mình. Thì thí dụ cái tập này là em mời chị Thùy Minh đi cùng em, thì đầu tiên nó cũng sẽ lên là Miu đi một mình.
xong rồi nó sẽ nhảy con số một rồi thành hai nhầm người thì hai mình thì rồi. Em muốn như vậy thì dưới góc nhìn của camera thì một mình chị nha, em tự lắp lều nè, em tự vận chuyển mọi thứ nè, nhưng ý đêm không lắp được, người tập nên phải lao vào lắp giúp em tí chứ đúng không, em phải tập trước đó chị. Ok, những cái lều, những mọi thứ trong đó là em mua đó chị, chứ không có đi mượn đâu. Em phải tập làm quen với đó. Chỗ nên tập đầu nhìn em kiểu cùi cùi lắm. Chị thích á. Lọng cọng quá chị ạ. Thích lọng cọng mới là cái, thì em chính là như thế đúng không? Chị nha, cái lều tập 1 của em là lều đơn. Thường người ta lắp cái đó nhanh lắm chị ơi. Nó vèo vèo. Em lắp mấy tiếng đồng hồ. Từ khi mà trời sáng cho tới khi trời đen thui luôn em lắp còn chưa xong. Nhưng cuối cùng cũng xong. Thì cái mưu đi một mình đó là một cái em nghĩ sau này khi em xem lại nó sẽ là kỷ niệm. Mốt già rồi đâu đi mình kiểu đó được nữa chị. Gió mấy trở trời trúng gió cho chứ. Trẻ thì cứ đi. Thì tập 2 là em đã up cái teaser lên rồi, em đi với Duy Khánh. Và em làm được bao nhiêu tập rồi? Em làm được 2 tập rồi. Em chuẩn bị đi tập 3-4 năm. Chị ơi ra bài nó bận chị. Em phải hẹn lại cái cuộc phỏng vấn này cả tháng mà chị. Em chuẩn bị đi nè. Thì một lần và em đi nhiều điểm lắm. 3-4 điểm thì em được 3-4 tập. Dạ. Tuy nhiên chị vẫn thấy là rất là nhiều nghệ sĩ sẽ có một cái show. Dạ. Thì có thể đấy là lý do em không muốn gọi nó là show hay như nào thì chị không biết. Nhưng mà mọi người vẫn hay làm cái gì đấy phía bên ngoài. Một cái nội dung content bên ngoài. Để mà... Đấy, thế thì quay về để mà... Với em thì ngoài cái việc để trải nghiệm thì em có ý sâu xa hơn về dạ, cái này. Dạ, chính xác. Tại vì em chỉ có được cơ hội... đến gần với khán giả qua âm nhạc này, qua phim này, thì những cái đó nó không phải là con người thật của em đâu, nó là nghề rồi. Còn những cái như là cái đêm mưu đi một mình này, hoặc là thí dụ em có nấu ăn hay là chị ơi phải xem qua những cái phỏng vấn này mới biết con người thật của em như thế nào. Chị để ý đó, em không có được trịnh trọng, nên là những cái show mà cần trịnh trọng em có dám nhận đâu chị. Em đi lên đó em làm hư chương trình người ta. Thậm chí nha, có nhiều bên mời em làm MC đó nha, nhưng mà em biết nếu mà show nào em làm MC là bể. Em cứ nói lan man kiểu này thì bể đường dây chương trình người ta chị ơi. Không, nên là em tham gia nói như này, những cái show mà em cảm thấy em thích hoặc là những cái mà em cảm giác em hợp với nó thì em nhận. Còn mà cứ trịnh trọng là em ngại. Thì em muốn thể hiện mưa chị ha, không là mây trong đẹp đẹp. Thì đó, thì em muốn mọi người biết thêm về mình để hiểu mình hơn. Nhưng bây giờ có hơi muộn không? Em có nghĩ về chuyện này nhiều lần và đến bây giờ mới làm không, hay là em nghĩ nhiều, nhưng mà cái gì em nghĩ nó có thời điểm và nó có lý do của nó. Em thấy không có gì là muộn đâu chị. Muộn còn đỡ hơn là không làm. Chị thấy vậy không? Không gì muộn đâu. Đúng. Lại phải nói chung, bởi vì là thực ra chị thấy người trẻ bây giờ khi mà có mạng xã hội thì cái việc là họ... Mình có đùa là đang ngồi đây cũng có mấy TikToker xung quanh có thể quay. Cái việc mà thể hiện bản thân mình để cho mọi người biết mình là ai thì thực ra bây giờ nó lại không chuyện lạ nữa. Nghệ sĩ làm bây giờ thì nên mới là theo kiểu muộn, theo kiểu chuyện lạ. Tại vì thực ra nghệ sĩ sẽ hơi kiểu tiếp thị cái hình ảnh bản thân từ trước đấy, hoặc là làm trước đấy. Khi mà tất cả mọi người đều muốn thể hiện bản thân mình ra, cái tôi thật của mình ra, thì theo em thì em sẽ khác gì? Cái hồi nãy chị nói cái chuyện là có muộn hay không, thì tư duy của em, suy nghĩ của em là em thấy là để mà khán giả biết tới mình là ai ở phạm trù nghệ sĩ, ví dụ bài hát hay phim hay một sản phẩm nào đó, nó đã khó rồi. Nó là, em nghĩ nó là cái bước đầu để người ta biết được, định hình được là có một cô nhỏ tên là Miu Lê, thì cái bước đó nó đã khó rồi chị. Rồi cái bước mà để thể hiện cá tính của mình, thể hiện nội tâm con người mình và mình, tính cách mình như thế nào á, nó phải nằm sau đó. Nói chung là trước tiên nó phải giới thiệu được cái tên của mình, người ta định hình được là có con nhỏ này tồn tại trên cuộc đời này đã, thì nó đã khó rồi đó. Chưa mà, nên là hồi nãy chị hỏi em là có muộn không để thể hiện cá tính của mình, thì em nói không muộn là vì vậy á. Từ đầu người ta còn chưa biết mình là ai, và tự nhiên cái tôi là như này, tính tôi như thế kia, người ta tưởng khùng. Không, chị hiểu ý của em. Đôi khi là với một cái người làm nghề ấy, thì phải biết với việc là mình làm nghề trước.
Đó, dạ ý em đó, chỉ là em triển khai nó hơi lấp vấp thôi. Không thì chị hiểu cái đấy ngay. Thì chị thấy cái đấy cũng là một cái sự rất là nghiêm túc. Bởi vì là cũng nhiều người cho rằng là người ta tiếp thị bản thân quá nhiều trước khi mà người ta biết đến một cái sản phẩm, đúng không? Và đôi khi cái sự dài lâu, cái sự nó lại quay về đúng cái việc là giá trị làm nghề nó nằm ở cái gì, tại sao mình lại làm nghề nhiều năm được như thế, bởi vì mình có cái phần chính, còn nếu mà mình bơi theo những cái phần phụ ngay từ đầu thì nó, chị nghĩ cũng khó có năng lượng để mà làm lâu dài. Lại phải so sánh với cái thế hệ bây giờ, có phải là có những cái việc này nó liên quan đến là tại vì hồi xưa ấy, nghệ sĩ thực ra lại hơi giấu cái cuộc sống cá nhân của mình đi, đúng không? Rõ ràng có một quan niệm mà chắc chắn là bây giờ nếu mình hỏi các anh chị, kể cả các anh chị như chị Hà Trần, anh Đàm Vĩnh Hưng nhá, cũng nói thẳng là cũng hơi chật vật trong việc là đến bây giờ là ùa lên YouTube. Anh Đàm Vĩnh Hưng sợ nhất là bị bài flop, chị Hà Trần là ước mơ là có bài hát 1 triệu view. Tức là mình thấy họ là những cái tượng đài, thế nhưng mà đôi khi khi mà ùa vào những cái công cụ mới ấy, họ lại như cái người bắt đầu lại từ đầu. Thì chị không biết là có một cái sự thay đổi về quan niệm hay không, hồi xưa nghệ sĩ là giấu cái của mình đi, thậm chí là tuổi của thật của mình còn không nói, đúng không? Và tôi muốn chỉ đưa cái sản phẩm của tôi ra không. Thế nhưng mà chị nghĩ là đến cái người trẻ, những người vào làm nghề chẳng hạn, có thể cái ranh giới nó không có rõ ràng. Họ đã sinh ra một cái thời mà có mạng xã hội, có kể cả chắc chắn là em cũng là cái thời mà em biết là không có internet là như thế nào. Còn đấy, còn đến bây giờ là cái lứa như thế, cho nên là nó không có tách bạch. Đây chính là cuộc đời, mình cứ nói giữa ảo và thật, tại vì mình biết thật là như thế nào và ảo như thế nào, nhưng mà bây giờ tất cả mọi thứ đều là thật với họ. Đấy, thì chị không biết là nó có một cái sự chuyển biến về mặt quan niệm là nghệ sĩ bây giờ thì nên cho mọi người biết cả cái đời sống cá nhân của mình, hay là mình là như thế nào. Em thấy cái đó là tư duy riêng của mỗi người vậy ạ. Quay lại chuyện hồi nãy chị nói là mấy anh chị ngày xưa mà chị thích muốn có một bài 1 triệu view á, thì không, em nghĩ là không so sánh được những cái đó, tại vì mỗi người, mỗi thế hệ rồi mỗi giai đoạn nó sẽ có những cái giá trị riêng. Giống như những cái người mà em là ở dạng giai đoạn giữa chị nha, nó như là những cái anh chị lớn này đây, rồi các bạn trẻ bây giờ đây, thì em nó nằm ngáp ngáp ở giữa. Thì để mà tụi em hay là những cái bạn mới bây giờ có những cái giá trị cốt lõi đỉnh cao như các anh chị thì chắc chắn là khó đó. Dạ, còn các anh chị thì lại bị thiếu được cái sự trendy bây giờ. Thì em nghĩ mỗi cái thời nó sẽ có những cái sự thích nghi và những cái giá trị nhất định, nên là để mà so sánh thì cũng khó. Khó chị. Nhưng em có bao giờ em sẽ hơi cảm thấy là em có tự tin là mình sẽ luôn trendy, tức là mình sẽ luôn... Không ai tự tin được chuyện đó chị ạ. Em nghĩ vậy không? Không. Mình cố gắng. Trời, nói vậy nói chứ em vẫn phải quan sát mọi thứ xung quanh mà thích nghi với nó á chị. Trời, chứ mình cứ giữ cái kiểu tôi ở thời nào thì tôi sống như vậy thì là mình sẽ bị đẩy lùi. Thậm chí nha, em thấy là ở cái thời này mọi thứ nó rất là nhanh chị ơi, nó nhanh khủng khiếp ấy. Thậm chí bây giờ mọi người coi clip á, em cảm giác mọi người cũng không muốn xem dài nữa. Nó lâu á, lướt lướt. Nên là vài giây đầu thì bắt buộc phải có cái sự thu hút. Thậm chí bây giờ những cái clip trên những cái nền tảng mạng xã hội khác 10 giây, mười mấy giây nó nhanh vô cùng, thì mình cũng phải nhanh, mình phải chạy theo. Mình chạy theo chưa chắc là mình đã tồn tại, chứ ở đó mà dậm chân tại chỗ, em nghĩ vậy. Cho nên em là một người cực kỳ kém mạng xã hội, em kém công nghệ vô cùng. Chị ơi, password trang cá nhân của em còn không biết á, ekip của em biết á chị. Mà mỗi lần mà em mất password các thứ là em cuốn cuồng lên, em kém công nghệ lắm. Nói thô hơn tí là em rất ngu công nghệ luôn. Okay. Mà em phải kiểu cố gắng đăng nhập, đăng xuất. Những cái đó hồi trước em không biết chị nha. Em không biết đăng nhập, em không biết đăng xuất, là có trợ lý làm cho em đó. Bây giờ em biết rồi. Rồi quá. Tuyệt vời. Còn những cái xa vời hơn thì chắc chắn em không rồi đó. Cũng cố gắng oanh mình. Nói về cái ranh giới giữa đời sống cá nhân, thực ra trong cái lúc mà break mà đợi nước ấy, thì mình có hỏi là có hỏi chuyện tình yêu được không, và đoán là theo kiểu là trong MV mà các nhân vật nam kết thúc bi thảm thì chắc là ngoài đời nhân vật chính mới là bi thảm đấy này. Là chị đang muốn hỏi về chuyện tình yêu của em á? Ừ. Em có đang yêu ai không? Khi mà được hỏi về vấn đề tình yêu á, em luôn biết cách gọi là lươn. Né tránh nó mà khiến cho người đối diện với mình không bị cảm giác như là mình block. Kiểu như là thí dụ
chị hỏi là về tình yêu, em sẽ nói em thôi em không trả lời về về tình yêu đâu chị ơi, như vậy em đang lươn à? Em lươn chứ. Em đang lươn đây chị. Em đang lươn. Rồi tiếp đi. Còn mình và chị sẽ hỏi là em có đang yêu không? Tình yêu nó là một cái đẹp, bắt đầu em lươn là chị nha. Tình yêu nó không chỉ giới hạn ở chuyện tình yêu trai gái. Rồi chị nghe xén chưa? Bắt đầu xén chưa? Học sinh lớp 1 đã biết trả lời rồi. Rồi tiếp, còn cái lý lẽ gì? Chị hỏi là có hay không thôi mà. Em luôn hạnh phúc với cuộc sống này. Em cứ lươn nha. Chị còn có khi nào chị cảm thấy mệt với cái sự lươn này của em thì chị lại chuyển câu hỏi thôi. Còn cái góc quan điểm của em á, là em ít chia sẻ chuyện tình yêu cá nhân của cuộc đời mình. Vì cũng như những phần đông những nghệ sĩ khác á, thì em muốn giữ cái đó cho riêng mình. Tại vì theo em quan niệm là sản phẩm làm nghề của em còn chưa được chạm hết tất cả mọi người, thì cái thông tin mình, những cái thông tin đó mình đưa ra nó lại hơi thừa. Thì em, với lại em thấy vậy này chị, khi mà mình, mọi người thì em không biết, đây là quan điểm của em thôi, thì khi mà mình show những cái điều mình đang hạnh phúc, ok, mọi người đón nhận, rồi tới cái lúc nó không hạnh phúc thì như thế nào, thì em nghĩ là thôi mình cứ giữ cho riêng mình thôi. Nên là cứ nói ra nó cũng không phải gu em lắm à. Cứ khoe hạnh phúc á, không gu. Nhưng tới cái ngày mà em đám cưới em cũng sẽ giấu luôn. Nói chung là đây là sách giáo khoa của các ca sĩ V-pop thời vào nghề những năm 2005 được học thuộc. Thực ra thì mình cũng nghĩ là một cái chuyện hẹn hò với ai đấy, khán giả biết cũng để làm gì đâu. Chính xác. Nhưng mà tự nhiên giờ em nói khán giả biết cũng không để làm gì đâu, nghe nó phũ phàng. Không, ý chị là ai mà chả tò mò. Đúng không? Ai mà chẳng muốn biết. Thế nhưng mà chính chuyện tình yêu của mình ngày hôm nay, ngày mai làm sao mình biết trước nó như thế nào. Nhưng mà em nghe em lươn là chị biết em hơi có, nhưng mà chưa chắc chắn, thế thôi. Nói chung là em nói chị là em luôn hạnh phúc đó. Ok. Cho dù em không có người yêu ở thời điểm đó thì em vẫn có những cái hạnh phúc khác. Nên là em rất là tự hào một điều là em luôn biết cách khiến cho bản thân mình hạnh phúc chị nha. Khi em buồn em ăn, khi em vui em cũng ăn. Thì có phải là hạnh phúc chưa chị? Xong em ăn xong thì em lại tập đúng không? Dạ. Em lại sau tập xong mệt em lại vòng ăn tròn. Thì em có một vòng tròn hạnh phúc được. Em biết cách làm cho mình hạnh phúc mà. Thế thì nó đến một cái câu hỏi siêu đơn giản. Để mà biết cách làm cho mình hạnh phúc có khó không? Và có mất nhiều thời gian và phải gọi là đủ, kiểu đủ cái gì đấy thì người ta mới đạt được cảnh giới đấy hay không? Em nghĩ là tùy vào từng cá thể, tùy vào mỗi người đó chị. Tại vì khi một cái sự việc nó đến với mình á, tùy vào cái góc nhìn của mình thì nó sẽ trở nên nghiêm trọng hay nó đơn giản. Vẫn là này, thì nếu mình đón nhận nó, có một cái câu hay mà rất là hay, em không biết cụ thể nó là của ai, mà em nghe mọi người nói rất là nhiều và em cũng thấy đó là góc nhìn của em luôn, là một cái ngày đó nó là một ngày tốt đẹp hay là một ngày tồi tệ là dựa vào sự cảm nhận và sự đón nhận của mình. Thì đó, đó cái chuyện này em thấy nó cũng vậy á, tùy vào góc nhìn của mình. Nó lại liên quan đến sự lựa chọn. Ví dụ như là có thể một ai đấy hoặc là tất cả mọi người đều biết cái công thức làm toán gì đấy chẳng hạn, nhưng không phải ai cũng làm đúng không? Yeah. Đấy, nên thì nó là cái chuyện là có thể ai cũng biết rằng là hãy chọn hạnh phúc. Thế nhưng mà cũng trong cái chương trình này, chị nghĩ bạn Lê Cát Trọng Lý nói một ý rất hay, là đến một cái độ tuổi bạn ấy chọn là hạnh phúc. Tức là tôi lựa chọn, và bạn ấy có để ý là rất là nhiều người nói là tôi không muốn buồn, tôi không muốn trầm cảm. Thế nhưng mà tại vì bạn ấy vẫn chọn ở trong cái đấy. Còn đến một ngày mình bước ra mình nói là mình sẽ chọn cái chuyện là hạnh phúc. Chị rất là khó, tại vì mỗi xuất phát điểm mỗi người nó cũng có những cái khác nhau, mình không thể dùng một cái công thức cho tất cả mọi người đúng không? Đấy, thì chị nghĩ là ở thời điểm này em có một cái sự lựa chọn rất là rõ ràng là tôi chọn tôi là một này, tôi chọn hạnh phúc này, tôi chọn sống với cái gì tôi, thì chắc là, và chị vẫn quay về đúng cái câu ấy, chị vẫn tò mò là cái thời điểm nào, thời khắc nào. Em vẫn nói chung là cái 4 tháng dịch của em, chị vẫn có cảm giác là có một cái thời khắc nào đấy nó cụ thể hơn. Thời khắc mà rạch ròi như là kiểu một cánh cửa mình bước từ đây qua bên kia thì nó không có đâu chị. Nó là những cái sự kiện xảy ra trong cuộc đời của em, mà qua mỗi sự kiện á, em sẽ kiểu có thêm một tí góc nhìn, có thêm một tí kinh nghiệm, thì nó kiểu
bồi lên thì nó trở thành một cái mình hiện như một phiên bản mình ở hiện tại. Chứ mà để một cú sốc hay gì thì em không có. Cuộc đời của em vậy á, là em không biết là do em may mắn được sinh ra với một cái tâm lý nó hơi tưng tưng thì nó khiến cho em rất là kiểu khi mà em nhìn nhận mọi vấn đề nó đơn giản hơn mọi người rất nhiều. Giống như hồi nãy cái chuyện mà chị nói body shaming đó, thì có thể là dưới góc nhìn và dưới sự cảm nhận của người khác nó kinh khủng lắm á chị, không đùa đâu. Nếu mà đọc comment là kiểu stress đó, nhưng mà tự nhiên em lại cảm thấy nó giảm đi một tí. Nên là tất cả mọi thứ dưới góc nhìn của em nó đều đơn giản đi. Nếu chị nói chuyện với em, chị cũng sẽ thấy em không sâu sắc đâu chị ơi, em nói chuyện vấp pháp lũng củng lắm, nói chuyện cực kỳ lũng củng. Nào mà em thấy ok. Vấn đề là tâm lý của mình. Tâm lý, nãy giờ mình nói chuyện về tâm lý nhiều nhỉ. Chị hát thì chị nghĩ là về mặt nghệ sĩ, mình ngồi mình nói các cái sản phẩm âm nhạc thì cái chuyện này, kể cả cái chuyện đấy chị cũng phỏng vấn các nghệ sĩ qua nhiều năm. Với chị nó cũng không phải là đến lúc chính mình sẽ cảm thấy là mình sẽ hỏi lại những câu hỏi cũ. Còn chị chỉ nghĩ là mình nhìn cái góc độ là dù mình làm nghề gì ấy, mình vẫn là một cái cá thể với một cái thể trạng tâm lý nào đấy nó khác biệt ấy. Thì cái đấy là cái mình chị muốn bàn nhiều nhất thôi. Em thấy ai cũng là con người hết, cho dù là ở vị trí nào trong xã hội. Em thấy cái chuyện mà làm người của công chúng nó cũng là một cái nghề đó chị. Chỉ là đặc biệt hơn là kiểu mình lúc nào cũng được trưng diện, mình được sự yêu thương của mọi người, mình được kiểu tung hê lên một tí. Chứ nếu mà để xét ra mặt bằng chung thì những cái nghề giống như kiểu thợ hồ nha, bác sĩ, kỹ sư, đầu bếp hay là ca sĩ, diễn viên, nó cũng là một cái nghề thôi mà ai cũng sẽ công bằng như nhau. Em cảm giác vậy. Và ai cũng sẽ kiểu khi mà bước ra khỏi công việc của mình, khi mà trở về nhà, mình cũng như mọi người thôi. Ai cũng có cảm xúc, ai cũng có những chuyện vui buồn trong cuộc sống hết. Nên là cái nghệ sĩ nó không là một cái gì đó quá ghê gớm trong lòng em. Em nghĩ là ai cũng như nhau. Thế tương lai, em có hay là người nghĩ về tương lai không? Suy diễn. Nếu mà dùng từ đó thì em sẽ dùng từ suy diễn. Chị hồi nãy em kể đó, trước khi tới đây em nghĩ là nè, chị thấy nè, so nè. Môi em không biết uống cà phê nó có đen không, lưỡi có đen không. Em suy diễn nhanh lắm. Khi mà không, thực ra khi mà mình để ý có nhiều chi tiết ấy thì nó lại là một kiểu mà mình hưởng thụ cái khoảnh khắc đấy. Đó, em đang chuẩn bị nói đây, nghĩa là tính em thì kiểu hay suy diễn, hay nghĩ tương lai mình sẽ như thế nào á, nhưng mà sau tất cả em cảm thấy là hiện tại nó vẫn là cái thực tế nhất. Tại vì có những điều nha chị, giống như hôm vừa rồi em đi diễn thì giống như là trước khi em đi diễn á, em sẽ luôn kiểu chuẩn bị tâm lý cho mình là ồ, mình sẽ diễn như này rồi nếu mà khán giả như này mình sẽ phản ứng như này như kia, rồi đứng trước gương tập các thứ. Tới hồi diễn nó không như mình nghĩ đó, thì em thấy là kiểu như là thí dụ và một lý do gì đó, tới đoạn đó mình nhảy không tốt hay là mình xử lý chưa đủ duyên dáng hay gì đó, thì em sau tất cả thì em thấy là cái tương lai là cái chỉ là nằm trong đây, mình tự suy diễn nó thôi, chứ chưa chắc nó đã diễn ra như những gì mình muốn. Quan trọng nhất vẫn là hiện tại, nên là thôi tận hưởng cái hiện tại trước. Tuy nhiên chị vẫn thấy cái việc chuẩn bị tương lai là một điều cần thiết. Yes. Chị nghĩ những người mà enjoy, thưởng thức được hiện tại là những người thực ra là đã có hết kiểu plan B, plan C rồi. Thì mới có thể yên tâm với cái thực tại. Chị sẽ test cái đấy bằng một cái câu hỏi mà chị rất hay hỏi trên cái show này. Em có đọc sách không? Dạ không. Em sẽ nạp các thứ như thế nào? Em xem phim, em... Thuốc ngủ của em là chữ á chị. Em đọc chữ là em ngủ à. Và chị biết nha, là những cái cuốn kịch bản phim nó dày như này á, em rất mê đóng phim, em rất thích đóng phim. Nhưng mà cái công đoạn khiến cho em áp lực nhất là công đoạn đọc kịch bản. Em ước gì có ai ngồi đọc giùm em nghe đi. Chứ mà em đọc em không thể nào đọc một cuốn kịch bản liên tục được chị. Nó bị quá tải với em. Đối với em, chữ nó là một cái thử thách với em á. Nên là em rất ngưỡng mộ những người mà đọc sách. Em cũng đã kiểu muốn mình tốt hơn, em cũng đã từng kiểu cầm cuốn sách đọc, nhưng em đọc tới cái phụ lục rồi, hoặc một hai dòng đầu, cái tự nhiên em nó... bình thường em đạp bằng cái gì được rồi chứ. Em xem mắt nè. Trình bày. Em xem bằng mắt nè, xem phim. Xem phim. Dạ, xem phóng sự hay là nó xem, nói chung là phần nhìn. Em nhanh cái đó. Nhưng mà ví dụ xem phim nha, mà có phụ đề em không hiểu phim nói gì luôn chị. Đâu có kịp đâu. Chị tin không, có những cái chữ nó khó như là chữ khuỷu. Chữ gì đó nó khó đi. Khuỷu. Yes. Em phải đánh vần trong đầu á chị. Kém lắm à. Thế
Nhưng mà thực ra cái mối quan hệ với chữ nghĩa thì cũng ví dụ như chị là dân viết lách, chị học chuyên văn, nhưng gần đây chị không thể nhớ được chữ, tức là chị luôn nói sai chữ. Tức là nói chung là mình cũng qua cái thời điểm nó sẽ là cái này cái kia. Thành ra chị đổi câu hỏi của chị. Nhớ ngày mai. Ngày mai nhá. Yes. Hôm nay mình quay vào lúc mà đấy cũng 2:30 rồi. Ngày 22 tháng 8, ngày mai là ngày 23 tháng 8. Yeah. Em phải lên Hoang Đảo nhá. Mình không biết ngày trở về. Khi đi cầm theo một kịch bản phim thì theo em cái kịch bản mà em sẽ tập dượt ở trên cái Hoang Đảo đấy là gì? Ý là nhân vật trong đó như thế nào hả chị? Em rất muốn được trải nghiệm những cái tính chất nhân vật nó dùng từ gì nhỉ? Giống như là từ trước giờ những cái cô gái từ hôm qua nè, em được đóng vai nàng thơ nè, những cái góc độ nó rất là hoàn hảo á. Kiểu như là một cô gái ok cũng khá có tí xinh đẹp, nói chung là cái số phận rất là tươi, thì em rất rất muốn đóng hóa thân những cái nhân vật có cái số phận nó ngược lại như vậy, nó có những cái khiếm khuyết cơ thể để nó thử thách em nhiều hơn, như là vai tâm thần này hoặc là vai mù này, có những cái khiếm khuyết về cơ thể đúng không? Yeah, đó. Tại vì á chị, khi mà em không biết những cái người diễn viên khác như thế nào, mà em á khi em đóng phim nha, là em thí dụ ở trên set á là cái chuyện mà mình phải là nhân vật đó thì chắc chắn bắt buộc rồi, nhưng mà những cái lúc nghỉ giữa giờ nha, hoặc là lúc mà không ở trên set, khi đi về nhà em vẫn giữ nó vậy tên không? Hơi nghe hơi bệnh không chị? Nhưng mà là em đó, mà cái này không ai chỉ em nha, em tự nghĩ vậy. Hồi qua em là bà nội của anh nha, những cái gù lưng này, những cái tay chân cầm đũa, những cái đó chị tin không, là ví dụ ở trên set là em vẫn giữ nó hay là điều chắc chắn, nhưng mà về nhà em vậy luôn. Chị tin không, em lựa quần áo giống như nhân vật luôn. Em muốn giữ nó để mà những cái cảm xúc của những cái nhân vật đó nó vẫn ở đây mãi này, nó vẫn ở đây trong xuyên suốt cái quá trình đó luôn, để mình khỏi phải lấy tâm lý. Thì em muốn trải nghiệm những cái góc độ khác mà so với những cái nhân vật mà mình đã từng hóa thân, để em hiểu được họ hơn. Thế thì đấy, nếu lên Hoang Đảo nhân vật của em như thế nào nè, cụ thể ra đi nào. Em muốn đóng vai tâm thần. Tức là hơi có một cái nó phức tạp vô cùng chị. Và khó. Lại lên Hoang Đảo thế xong cô ấy sẽ tồn tại trên Hoang Đảo như nào? Cô ấy sẽ sinh tồn. Ừ. Nó cũng gần giống như kiểu cái show cái mà Miu đi một mình của em. Sinh tồn, cực kỳ sinh tồn chị ơi. Đi vệ sinh cũng là một sự sinh tồn ở trong đó. Trời ơi, vệ sinh tồn à? Không. Quả vệ sinh sinh tồn nó hơi bị gọi là kiểu kỷ niệm cho cuộc đời em luôn. Nhưng mà thôi, chia sẻ lên đây nó vô duyên chị. Nhưng mà mình mới hiểu được giá trị của một cái buồng vệ sinh nó là như thế nào chị ạ. Phát minh của con người đó. Trải nghiệm lớn nhất của em khi được về với thiên nhiên là gì? Cảm giác của em lúc đấy ra sao? Cảm giác của em là hạnh phúc. Vì không phải nghe những cái âm thanh mà xe cộ, những cái âm thanh mà thường ngày mình vẫn nghe, mà nói nghe hơi sến nha chị, nhưng mà đó là thật. Những cái tiếng ve nè. Lần đầu tiên trong cuộc đời em được thấy đom đóm. Thật á chị, trời nó đẹp lắm. Mà nó là những cái chấm nhỏ nó di chuyển như này thôi. Tại vì từ xưa giờ em coi đom đóm ở trên TV á, em nghĩ nó khác. Nhưng mà lần đầu tiên thấy ở ngoài đời kiểu em kiểu rợn da gà cái này chị. Xong rồi những âm thanh như kiểu là lá cây các thứ mình nghe rõ lắm, thích lắm. Xong rồi mùi. Mùi cây, mùi phân bò. Những cái mùi đó nó thích lắm chị, nó đã lắm, mà ở trong thành phố em đâu có được trải nghiệm đâu. Xong rồi cảm giác hơi sợ sợ, rồi kiểu cảm giác mà xung quanh mình không có ai, xong rồi nghe rõ từng cái tiếng một luôn á, nó đã lắm chị, nó là kiểu nó khiến cho em thích mê. Ngoài cái việc là thiên nhiên nó đã như vậy thì chị nghĩ có một cái rất là quan trọng nữa, nó là cái bên trong mình. Chị cảm giác như đến một cái phải đến một cái tuổi, đến một cái lúc nào đấy mình sẽ sẵn sàng đón nhận nó. Có thể trước đấy nó đã diễn ra một cái lúc nào đấy rồi, nhưng mà mình chưa ở cái trạng thái mình đón nhận nó. Vì thế nên là nó đến với mình một cách đẹp đẽ. Và chị rất là mừng vì là hôm nay mới là lần thứ hai thì mình phỏng vấn Miu Lê, nhưng mà nghe cả cái chữ phỏng vấn nó hơi quá nhỉ, căng nhỉ. Mình trò chuyện thôi. Lần mua thì là phỏng vấn thật, tại vì là nó cũng ngắn gọn, nó thẳng trọng tâm vào cái phim Em Là Bà Nội Của Anh trên show Ghế Đỏ. Nhưng mà chị cảm thấy mừng ở chỗ là chị cảm giác như đang trò chuyện với hai cái cột mốc cuộc đời của em. Em khác trước không chị?
em khác trước, và chị nghĩ em khác nói chung với cái phần trước đấy của em. Nó yeah. về mặt tinh thần nó có một cái sự em thoải mái với bản thân hơn. Yeah. Kiểu như là hồi đó mới vô nghề á, nó bị một cái tâm lý là mình đang đối diện với cuộc phỏng vấn này, nó bị nhiều cái áp lực, em không được tự tin, không được thoải mái. Còn kiểu sau này khi mà mình tồn tại trong cái nghề này lâu á, thì mình có một cái sự tự tin nhất định, và mình nhìn nhận nó như là một cái gì đó nó quen thuộc á chị. Thì khi tâm thế em ngồi nói chuyện với chị nó mang tính trò chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Còn ngày xưa là kiểu phỏng vấn căng lên, nghiêm túc lên. Và bây giờ em vẫn nghiêm túc thôi, nhưng mà ý là nó thoải mái hơn. Dạ. Câu này cũng hơi xén nhưng mà chị sẽ dùng để kết này. Kết rồi hả chị? Cho em nói thêm được không? Em nếu mà cũng là ngày mai em không phải lên hoang đảo nữa, nhưng mà em gặp Miu Lê của 10 năm trước, em sẽ nói gì? Em sẽ nói là keep going. Tại vì em không bao giờ hối tiếc về quá khứ của mình đã từng chưa làm được gì hoặc đã làm được gì. Tại vì em thấy vậy nè chị, ở thời điểm hiện tại thì em hạnh phúc và em hài lòng với tất cả những gì mình đang có. Nếu mà quay ngược lại thời gian, thay đổi một cột mốc nào đó, thì chắc chắn tương lai hiện tại nó đang không phải là như này. Thì nếu mà được gặp lại cô Miu Lê cách đây 10 năm thì em chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc. Còn lại em không muốn thay đổi điều gì hết. Tại vì em nghĩ những cái va vấp trong cuộc đời của mình, những cái bài học đắt giá mà mình đã phải trải qua trong quá khứ, nó tạo nên mình ở phiên bản hiện tại hoàn hảo, hoàn thiện. Em ghét từ hoàn hảo kinh đó chị. Cái từ đó là cái từ mà em thấy nó không có cái không ok đâu. Tại vì đối với em không có gì là hoàn hảo hết. Thật. Nên là hoàn thiện. Nên là mình hoàn thiện mình dần. Giống như kiểu thí dụ 10 năm nữa mà em nhìn lại em ở hiện tại thì em vẫn thấy lỗi nhiều chị. Kiểu như vậy. Nên là hồi nãy đầu chương trình em nói cái câu là đến chết vẫn học ấy. Học mãi mà chị. Thật. Hành trình của mình là học. Thế 10 năm sau theo em thì Miu Lê đang làm gì, ở đâu, như thế nào? 10 năm sau, tự nhiên chị, sau cái chuyến mà đi camp nhiều, kiểu tiếp xúc với thiên nhiên để cảm nhận. Tại vì ngày xưa cách đây nhiều năm trước, kiểu em nghĩ đi chơi vui vẻ là đi với bạn, đi club, quậy điên lên, nhậu lên. Nhưng mà niềm vui nó không chỉ là có vậy thôi chị nha. Mình đi ra với thiên nhiên nó vui kiểu khác nha, mà em thấy giá trị của nó có vẻ như là lâu dài nha chị nha. Em cảm giác 10 năm sau em sẽ trồng rau nuôi gà. Leory à, chắc lúc đấy làm show tới đó sẽ là một bà Miu Vlog đúng không, là chăn heo đó. Thì em thích vậy. Ok, vui mà chị. Chúc mừng em đã trưởng thành nhá. Chị, vậy là trưởng thành hả chị? Đúng rồi. Mà những người đã trưởng thành thì mới hiểu điều này. Chị nghĩ đôi khi còn trẻ tham vọng rất là nhiều thứ, nhưng mà khi đến một cái lúc hiểu thế nào là hạnh phúc và sự bình yên thì đôi khi nó là thứ hoàn toàn. Em có thấy khác nhau là như này không? Khi còn trẻ mình nghĩ tương lai nó hơi mơ hồ, thế nhưng mà khi mà đến một lúc mà cảm giác đã nắm bắt được tương lai rồi ấy, thì cái tương lai của mình nó rất rõ ràng. Nó sẽ là cảnh đấy, người đấy, mình hình dung được luôn là như thế nào. Nó đơn giản lắm chị. Em thấy đơn giản lắm. Thật. Nó không có gì vĩ mô kiểu căng thẳng. Tôi sẽ là này, ông này bà kia hay gì. Mà kiểu như là một bữa ăn, hoặc là một cái khoảnh khắc nào đó mình thấy vô tình trong cuộc sống của mình thôi, cũng khiến em hạnh phúc. Giống như chị, em có nhiều cái khoảnh khắc mà em thấy hạnh phúc trong cuộc sống lắm. Nhưng mà ví dụ nhỏ để chị hiểu được em thôi nha. Dù em đang lái xe, xong rồi cái có một người ở trước đi qua đường nha, thì cái tự nhiên mình dừng lại cho người ta qua, thì khi người ta qua tới trước mũi xe mình, người ta cúi cái cảm ơn thôi, tự nhiên em nổi da gà chị. Và tự nhiên trong lòng em nó hòa lên cái này, nó rợn người cái này, tự nhiên em thấy hạnh phúc. Mà nguyên ngày đó tự nhiên em thấy vui. Vậy thôi chị, ngộ không chị? Tức là không biết nữa, em không biết. Nói chung là nó có những cái khoảnh khắc rất nhỏ xíu mà nó hạnh phúc lắm, chứ nó không cần phải là một món quà hay là một cái gì đó kinh khủng. Thế thì chị hy vọng là Miu sẽ hạnh phúc dài lâu đấy, đúng không? Tại vì mình hạnh phúc về những chuyện bé thì mình sẽ dễ hạnh phúc hơn. Đúng không? Mình cứ đòi đúng hỏi rồi. Quá nhiều. Đừng đòi hỏi bản thân mình quá nhiều, và đừng đòi hỏi những gì to lớn những người đối diện làm cho mình. Sống tử tế, em thấy nhá, sống tử tế với nhau đã là hạnh phúc. Thật. Ngồi nói chuyện với chị như này, hai chị em mình nói chuyện thôi, em cũng thấy đủ hạnh phúc. Nhỏ rồi, hạnh phúc nhỏ rồi, đừng có đòi nhiều.
mệt. Và chị nghĩ là cái này chị hy vọng thôi nhá, là những ai xem chương trình này, chị ơi, một người uống 4 cốc cà phê và bẻ tay 3 lần thì các bạn cũng cảm thấy hạnh phúc với những khoảnh khắc mà chúng tôi đã chia sẻ ngày hôm nay. Chị mốt chị có cho em tham gia show tay của chị không? Ừ, được rồi. Từ bây giờ tôi xin hứa với các bạn là chương trình gì của tôi cũng mời Miu lên lên để chúng tôi có thể sống tử tế với nhau. Trời ơi, mấy cái show trước em ngồi em coi nha chị. Thậm chí là cái chương trình này em coi của tất cả các anh chị trước, mọi người trước rồi. Em có nghĩ trong bụng là sao chưa, mình chưa được mời nhờ? Mình chưa được mời ta. Mà tự nhiên giờ mình liên hệ mình nhắn chị ơi cho em tham gia show thì nghe nó hèn chị ơi. Nghe nó quê, nó hèn. Cái này nó chỉ nói đầu chương trình được rồi, đến cuối cũng nói đúng lên rồi còn gì. Đây còn có một lời tuyên thệ ở trước máy quay. Nhưng mà mốt chị có show gì? Ừ. Tại vì em rất thích những cái gu này. Đúng rồi, và em cũng chị... vài ba tháng em mới... Đúng rồi, em không nhận talk show là em ngại lắm. Tại vì đâu phải chị, khán giả còn có người lớn nữa mà chị. Đâu phải khán giả lớn nào cũng thích nghi được với cái tính nhảm nhảm này của em đâu. Người ta sẽ cần một cái gì đó nghiêm túc hơn chứ. Nên là em bây cũng giờ, phải... Chị nghĩ bây giờ là đang ở cái thời mà khi mà làm content nó rất là dễ chịu. Vậy hả chị? Mình đang ở trong không gian lúc thì nó nắng, lúc thì nó mưa. Ừ. Ánh sáng nó cũng lúc này lúc kia, mình uống cái gì mình thích, mình uống bao nhiêu mình thích. Và khán giả của mình cái chương trình này cũng là khá đặc biệt. Mình cảm thấy là trong rất là nhiều những cái chương trình mình làm thì đây là một cái chương trình mà khán giả của mình cũng xem mình rất thoải mái. Có người lớn, có người trẻ. Người trẻ thì lượm lặt vài thứ theo ý họ muốn. Yeah. Người già có cái nhìn trìu mến của họ với những khách mời. Nên thôi mình cứ thoải mái và tử tế với nhau. Dạ. Yeah. Mấy show sau mà có ăn á thì chị cho em số đầu tiên nha. Em ăn cho chị xem. Ừ, ok. Xin được tạm biệt khán giả. Chứ không phải ngồi đây sẽ nói đến chuyện bán chè, nói đến chuyện tất cả các thứ này. Cho em nói về chuyện ăn uống thì em nói đến mai. Ok. Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn khán giả hôm nay nghe chị Thùy Minh và Miu tâm sự. Mà có cái gì đó không hài lòng thì mong mọi người bỏ qua cho. Tại vì tính tình của Miu ngoài đời nó là như vậy, nó hơi thô lỗ một tí. Nên là mong mọi người hiểu và bỏ qua cho. Xin hẹn mọi người vào một show tiếp theo của chị Minh. Ừ. Hoặc là một số tiếp theo của chương trình này. Ừ. Và mọi người có thể đón xem Miu đi một mình để xem đi mấy mình, đúng tranh không? Thủ, trông thế thôi, cứ nhận mình thế này thế kia. Nhưng mà là crush quốc dân đấy. Thế hả chị? Ừ, thấy nhiều hot boy thích em lắm. Chắc tại em nhảm. Cảm ơn mọi người. Bye bye.